Anh em ạ, trong năm 2022 này thì mình cảm thấy rằng chúng ta đang bị gặp một cái nghịch lý. Đó chính là bởi vì chúng ta có quá nhiều lựa chọn nên chúng ta không biết lựa chọn cái gì cả. Ví dụ như màn hình ở đây, thì màn hình có những kích cỡ nào thì 27 inch, 24 inch, 32 inch hay nhiều khi kể cả 43 inch nữa. Độ phân giải thì Full HD, 2K, 4K, 8K hay là Ultra Wide, Ultra Gùng, tần số quét thì cái nào cũng có. Nhưng mà mình nghĩ rằng có một thứ mà vẫn có rất nhiều người phải suy nghĩ khi mà lựa chọn, đó chính là tấm nền. Và ví dụ như một chiếc màn ở đây là chiếc Visionic VX24-68 có một tấm nền VA, thì liệu rằng trong năm 2022 này chúng ta có nên mua tấm nền VA không? Hãy cùng xem video này nhé. Như anh em thấy ở đây, đây là chiếc màn hình Visionic VX24-68 với kích cỡ 24 inch, độ phân giải Full HD, màn hình thì có tần số quét 165Hz, lại còn cong, có cả loa nữa. Nhưng mà có một vài điểm mà nhiều người vẫn suy nghĩ khi lựa chọn chiếc màn hình này, đó chính là tấm nền của nó. Em nó sở hữu tấm nền VA. Họ nghĩ rằng là bây giờ mà mình mua VA, tức là mình thua so với cả thế giới. Bây giờ mình mua VA, mình gọi là không thể bằng những thằng khác được. Nhưng mà liệu rằng có như thế không? Lý do tại sao lại như vậy? Thì ở trong quá khứ, VA không có một cái gì đó gọi là quá cao cấp, đúng không? Người ta thường gọi VA không đi kèm với những chiếc màn hình cao cấp. Người ta thường gắn VA với những chiếc màn hình thấp cấp hơn, rẻ tiền hơn. Và họ nghĩ rằng nó có những nhiều yếu điểm hơn so với cả IPS. Thì trong năm 2020 này, liệu rằng nó đã khác? Câu trả lời là có rồi đấy anh em ạ. Đầu tiên là vấn đề về màu đi. Nhiều người nghĩ rằng là một tấm nền VA như này thì sẽ có một cái màu yếu hơn, một cái màu thấp hơn, màu không chuẩn bằng, màu không đẹp bằng. Nhưng chiếc màn này thì không hề như thế đâu anh em ạ. Theo những gì mình đo thì chiếc màn này nhá, có thể phủ lên tới là 99% giải màu sRGB, 76% giải màu Adobe RGB và 77% giải màu DCI-P3. Rất là khủng đúng không? Còn cái độ lệch màu, độ sai màu ấy thì cũng rất là ok luôn. Chỉ có 1.6 Delta E Average thôi, tức là một con số rất là hợp lý. Dưới 2 là anh em có thể cảm thấy là quá là ổn định rồi và không bị màu nào lệch quá nhiều. Màu xanh thì cũng có lệch đấy, nhưng mà không hề nhiều đâu. Và một thứ nữa khiến cho màn hình VA là một lựa chọn rất là ok, đó chính là cái độ tương phản của nó. Độ tương phản của VA thì luôn luôn được là gọi là nâng cao rồi, tương phản rất tốt, tương phản rất cao. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều TV của chúng ta, đặc biệt là những TV kiểu budget một chút ấy, sử dụng tấm nền VA để cho một cái hình ảnh sâu hơn do có độ tương phản tốt. Và đó là lý do tại sao mà nhiều anh em lựa chọn một con màn hình VA như này để xem phim, đúng không? Một thứ nữa nhiều anh em lo quan ngại đó chính là cái góc nhìn. Tất nhiên rồi, thì làm sao một góc nhìn của một chiếc tấm nền VA trên chiếc Visionic VX2468 này có thể tốt bằng một chiếc màn hình IPS đúng không? Nhưng mà thực sự thì khi mà mình nhìn từ góc ngang này, từ ngang bên này này, xong rồi nhìn từ trên xuống này, thì mình cũng không thấy có sự khác biệt nhiều về màu, có sự thay đổi về độ sáng đấy. Nhưng mà thực sự mình không cảm thấy nhiều. Và bây giờ mình hỏi anh em một câu, đó chính là liệu rằng anh em có nhìn màn hình ở nhiều góc khác nhau không? Có bao giờ anh em chơi game khi mà anh em ngồi ở mép bàn bên này và anh em nhìn màn hình không? Chắc là không đúng không? Cho nên là mình nghĩ rằng đặc biệt với cái độ cong này ấy, thì anh em có thể thoải mái tận hưởng những tựa game trên chiếc màn hình như này. Đấy, VA trong 2022 là như vậy đấy. Màu ok rồi, góc nhìn cũng ok rồi. Mình chắc chắn là hơn rất nhiều so với cả những màn hình TN mà anh em lựa chọn đúng không? Có thể nó chưa đạt bằng IPS nhưng mà nó đạt được đến 90-95% của IPS rồi. Thế nhưng mà thực sự mà nói, để mà nói nhá, VA vẫn có một điểm yếu khá là lớn, chính là cái gọi là cái ghosting của nó. Tại sao mình lại nói như thế? Thì khi mà anh em chơi game đúng không? Đây, anh em ví dụ khi anh em chơi game thì anh em sử dụng đặc biệt là những tựa game kiểu FPS ấy, thì anh em sẽ phải theo dấu của các nhân vật đi trên màn hình. Và có một cái hiện tượng khi mà chúng ta dùng bất kỳ màn hình nào, dù là TN, dù là VA, dù là IPS, thì đều có một thứ nó tên là ghosting. Và chiếc màn hình này, tuy là nó là một chiếc màn hình gaming, nó cũng có những cái tính năng như kiểu là 1ms response time này, xong rồi có overdrive này, vân vân, rất là nhiều tính năng phục vụ cho chơi game. Nhưng vẫn có một cái điểm yếu nhỏ nhẹ của VA, đó chính là cái ghosting của nó. Thực sự thì ghosting không phải là điểm mạnh của VA, nó là điểm mạnh của OLED thì đúng hơn, nó là điểm mạnh của TN thì đúng hơn. Kể cả IPS hay là VA đều có những cái vấn đề ghosting như nhau. Và như anh em có thể thấy ở trên chiếc màn hình Visionic VX2468 này thì nó có một chút ghosting, đặc biệt là ở cái phần này, giải giữa màu xanh ở đây. Nếu mà khi anh em nhìn vào để check ghosting ấy, anh em hãy bật cái test UFO gạch chéo ghosting lên, rồi anh em theo mắt theo cái con UFO này để biết rằng màn hình ghosting như nào. Và như anh em có thể thấy kết quả của mình đã chụp đây thì nó cũng hơi khá đấy. Nhưng mà kết luận là như nào? Nếu mà anh em muốn mua màn hình ấy, thì một chiếc màn hình Visionic VX2368 này nó sẽ dành cho ai? Thứ nhất
Những cái màn hình VR này sẽ dành cho những ai mà đang có nhu cầu về làm việc. Chỉ cần làm việc thôi, tức là làm việc ví dụ như là văn phòng này, đánh kịch, đánh gọi là văn bản này, làm Excel này, làm Word này. Đấy, những cái công việc không yêu cầu quá mạnh mẽ, thực sự vô cùng mạnh mẽ về màu thì con màn hình rất là hợp lý. Mức giá của nó rẻ hơn so với những chiếc màn hình khác này, độ chuẩn màu của nó cũng cao hơn này, và nó có là một chiếc màn hình rất là đồng đều về chất lượng, về cả chất lượng build, chất lượng chân đế hay là mọi thứ xung quanh của nó rất là chắc chắn. Đối tượng hai của chiếc màn hình ViewSonic VX2468 này ấy, đó chính là những người nào mà đang có nhu cầu giải trí, ví dụ như là xem phim này, hay là gọi là nghe nhạc, làm mấy thứ kiểu xem YouTube vô tùng ấy, mà thỉnh thoảng có chơi game đúng không, thì họ sẽ nhận được thứ nhất là độ chuẩn màu tốt này, tần số quét ok này, và sẽ có cả độ tương phản cực kỳ là hấp dẫn luôn. Và cuối cùng là ai? Là những gamer chúng ta, những người chơi game như chúng ta, đúng không? Theo như mình thấy, theo những gì mà mình trải nghiệm và mình test ấy, thì chiếc màn hình này nó khá là ngang hàng với cả những chiếc màn hình khác trong cùng tầm giá, về kể cả tần số quét, về cả ghosting, và về cả đó chính là độ chuẩn màu, đúng không? Chiếc màn hình ViewSonic này nó sẽ vẫn ngang hàng với cả những chiếc màn hình như là của các hãng A, các hãng G hay hãng gì đấy. Đấy, thế nên là nếu mà anh em có hứng thú một sản phẩm này thì mình nghĩ rằng nó cũng là một sản phẩm rất tốt thôi. VR trong năm nay đã khác rồi, những màn hình VR kiểu Gen 1, Gen 2, Gen 3 bây giờ đã khác lắm rồi anh em ạ. Màu cũng ngon hơn, tần số quét cũng ok hơn, tương phản thì tuyệt vời không phải nói luôn. Và anh em mà hứng thú thì check ngay đường link dưới mô tả nhé.